Cơm đầu rồi. Ok. Chẳng nắm lính này luôn. Nói chung là cử chỉ này hơi sai đối với AD, nhưng mà vậy cho nên còn anh em ơi. Chết ngựa rồi. Xin con bùa đỏ thôi mà làm gì căng bạn ơi. Thao tác đầu tiên quen thuộc, phải đi cầm chó. Tiếc rồi, quen cái thói của anh tính rồi. Ok. Vậy là mình đã trộm thành công con bùa đỏ luôn nha anh em. Vậy là tem bạn nó đã thọt được một xíu rồi, nên là sẽ cái lợi thế tem mình sẽ tốt hơn tem bạn nha anh em. Ok. Trận đấu này thì tem mình nó hai vị tướng phép luôn. Khá là khó chịu. Nếu mà last game tem mà phép nhiều quá, tem bạn nên thủ thì cũng hơi khó chịu nha anh em. Ok, trận này để mình chơi Tara với con bò SP tem bạn coi á, thằng nào câu hơn nha anh em. Đối diện với mình là trận này thì có con Yon, một vị tướng rất trung chuẩn anh em. Ba ban trụ của mình này. Ok, thành công anh em. À, được con Yon trong trụ luôn. Teo nát khá là nhu ý, nên là mình chơi khá là dễ thôi nè. Tem mà chơi có một vị tướng đỡ đòn, có một vị tướng AD nó hiểu ý với vị tướng đỡ đòn chơi rất là dễ thôi nha em ơi. Ok, mình sẽ chạy thật nhanh, chạy thật xa để vô bắn anti là mình chết thôi em ơi. Ok, hồi anti rồi mình không sợ nữa. Mình sẽ phụ bằng mít dọn cái đám quái luôn nha em ơi. Mít mình bị hạ rồi. Trong trận đấu này mình sẽ lên cái phù hiệu nó là miễn thống hồi máu nha anh em. Rồi xác định rồi bạn ơi.
Kranach khá là hiểu ý luôn. Kranach bắn cái khả năng làm chậm rất là khó chịu luôn, kèm thêm cái chiêu một làm chậm của mình nữa thì xác định thêm bạn luôn nha. Mình chỉ cần mở combat tốt thì cái Kranach nó có tha hồ mà bắn. Ok, chết bò luôn rồi. Ok, đây mình chơi mid chơi cũng khá là ok luôn anh em ơi. 1-0-3 cho mình rồi. Chaos của chim hả bạn. Nói chung cái chất tướng của con Tara này let's game bị con Yon bắn cũng khá là thốn luôn anh em ơi. Nên mình chơi điện để let's game quá, let's game quá thì mình cũng hơi khó chơi. Này thì Nata với chúng tôi, cái chất tướng mà con Nata rất là khó chịu anh em ơi, nên là Tara mà gặp Nata cũng tương đối là khó nhai nha anh em. Ấy da, đau bạn ơi. Ok, bạn Diêu đã lùa hết rồi anh em ơi. Chắc bò này chạy thoát rồi, nó sâu quá anh em ơi. Phút thứ 5 và tỷ số là team mình là 9-5 cho riêng về team mình nha anh em. Lợi thế khá là tốt luôn. Xin con bùa làm gì căng bạn ơi. Tại ăn được con bùa của nó nữa rồi anh em ơi. Quay lưng lại luôn nè. Rồi bỏ mạng rồi. Cú đó đáng lẽ mình chạy luôn là thoát rồi anh em ơi. Tại vì thấy bạn AD ngoài sao mình sợ chạy cái mấy đó dí AD mình nữa thôi. Nên mình quyết định quay lại. Mình tính kiếm mạng của con rừng nó mà cũng không được anh em ơi. Ê, trời ơi con mít mình trắng tươi luôn. Rất là may mắn luôn. Trắng tươi vậy mà còn sống luôn. Món này mình sẽ lên cái món đồ thủ để món đồ làm chậm, để làm chậm tốc đánh của con Yon lại nha mọi người. Ok, AD mình bắn khá là hay luôn anh em ơi. Trận này AD mình có đất chơi rồi, chỉ cần AD chơi tốt thì xác định mình bảo kê được AD nha mọi người. Nhiều người không thích Tara DSP, nhưng thật sự nếu mà chơi hiểu ý đồng đội thì Tara DSP vẫn là rất là ok luôn nha mọi người. Kiểu như tem hiểu ý thì chơi con gì cũng được, chủ yếu đâu quan trọng chất tướng đâu, quan trọng là kỹ năng thôi. Mọi người hiểu ý nhau thì chơi rất là dễ luôn anh em ơi. Okay, tem mình đang ép thế lợi thế khá là tốt về tem mình luôn. Ây da, đau quá. Mình khá là nhây luôn. Khi mà mình chơi cái vị tướng nào này là mình rất là nhây luôn anh em ơi. Nhây cho tem bạn ghét rồi á, mình tận dụng cơ hội đó mình. Ây da. Tem mình và tem bạn nhắn tin khá là gắt anh em ơi. Ok, mạng tiếp theo cho mình rồi. Mình lên được chiêu thức truyền rồi anh em ơi. Giờ chắc mình sẽ lên một món thủ phép để mình kháng phép lại. Ta sỏ quá sỏ anh em ơi. Ok, đánh chết luôn rồi anh em ơi. Thôi hơi hên quá. Mẹ nó vậy mà không chết. Mình bị trụ bắn cái thứ ba rồi nhưng mà vẫn không chết. Ok, trụ siêu cấp đầu tiên cho tem mình rồi anh em ơi. Tem có Kahi, vị tướng mà ép lane khá là tốt luôn nha. Có Kahi là xả anti vô rồi đứng đó mà ép thôi. Ây da. Ấy à, khá là đau anh em ơi. Hình quá, cú đó nhảy qua tường, không qua tường là hết. Tới số viên gấu rồi. Ok,
pha thoát rất là ngoạn mục anh em ơi. Cố gắng đẩy trụ mid mình sẽ được hai trụ siêu cấp anh em ơi. Team có Gahi thì mình có thể ép lên rất là tốt luôn, thả anti vô là mình có thể ép được rồi. Tớt thôi, mình tính đi tớt gặp bạn gấu mà bạn Ibel không có cho bạn Ibel đi đường rồng luôn, đường tớt luôn, nên cuối cùng mình phải đi HP luôn anh em ơi. Trận đấu HP bất đắc dĩ nha anh em. Nhưng mà mình vẫn thích chơi vị tướng này đi HP hơn là đi tớt nha anh em. Cái vị tướng này đi HP ngon, còn đi tớt nhiều lúc nó bị tù quá anh em. Mình không có khả năng cách liễu đối phương nhiều nên là nhiều lúc team chơi ok thì đi top vẫn ok, còn team mà chơi không hiểu ý đi top rất là khó chịu luôn, nó không có hợp lý lắm nha anh em. Ok, trụ siêu cấp thứ hai rồi anh em ơi, chỉ còn một trụ nữa thôi là mình có ba đường rồi. Team mình trận này chơi khá là tốt luôn nha anh em, team mình rất là trâu luôn, teo nát tha hồ mà có đất dụng võ luôn. Ok, bạn Diêu á lùa được hai bạn rồi, lùa được một bạn rồi, rồi xong, quân địch chết ba, quân ta chết sạch. Ok, mình sẽ lên một cái món giáp thống khổ nữa để cho cản đam của con dòn lại nha anh em. Dòn mắng đau quá đau rồi, lúc này bạn dòn mắng cũng khá là rác nha anh em, không thể kênh đường nó thủ được nha anh em ơi. Chỉ cần những cái phút cuối này mà một pha combat lỗi là mình có thể dễ, rất là dễ bị lật kèo anh em ơi. Chắc mình không cứu kịp cái trụ này rồi, gấu đẩy trụ rất là nhanh luôn. Ok, chạy đi bạn, đứng đó là tới số các bạn ơi. Ok, team bạn nó gỡ lại cái thế trận khá là căng rồi, nhưng mà giờ team bạn đã bị mất hai trụ siêu cấp rồi nên là cũng tình hình cũng lợi thế vẫn nghiêng về bên mình nha. Ok, mình nó hơi tham con chim, mình bỏ AD đứng xa trên đó mình chắc chết AD nữa quá. AD mình chơi tốt nên là cái việc mình đi đẩy đường hoặc đẩy lẻ vẫn ok nha anh em. Với lại có con top á, top khá là trâu, có thể là đỡ đòn đỡ đam lại cho bạn AD cũng rất là tốt luôn anh em ơi. Team mà đi team trâu gì mà gặp teo nát nó có đất bắn thì nó xác định team bạn luôn rồi anh em. Chỉ cần mình nhảy vô mở combat là teo nát bắn thôi. Rồi, vô luôn bạn ơi. Ấy da, đau quá anh em ơi. Đau quá anh em ơi. Ăn thịt bò luôn anh em ơi. Rồi, bò chạy hộ bò ơi. Ok, nhà được mạng con bò rồi anh em ơi. Ok, mình cố gắng để cái trụ thứ ba rồi kết thúc trận đấu luôn anh em. Ok, kết liễu được bạn gấu luôn rồi. Rồi xong mình sẽ lấy luôn cái trụ này. Chắc là mình kết thúc trận đấu tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip nha. Nếu thấy video hay và ý nghĩa hãy cho mình xin một nút like, nút subscribe để ủng hộ kênh mình nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nè.